sau khi ăn xong nấm vừa hái trong rừng về cả ba người trong một gia đình ở tây ninh cùng ngộ độc phải nhập viện trong đó người chồng đã tử vong do nhiễm độc quá nặng người vợ tình trạng nguy kịch Bệnh viện Trợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận và điều trị cho gia đình 3 người gồm cha, mẹ và con gái 17 tuổi ở Tây Ninh bị ngộ độc nấm. Trước khi nhập viện, hai vợ chồng bệnh nhân này đi hái nấm về cắt nhỏ xào với mướp. Người chồng ăn nhiều nhất, khoảng một nửa phần nấm và mướp, người vợ và con gái ăn phần còn lại. Khoảng 8 đến 12 giờ sau khi ăn, cả ba người có dấu hiệu đau bụng, nôn ói, tiêu chảy nhiều lần và ngày càng nặng hơn. Đến khoảng 2 giờ sáng hôm sau, ba người được đưa đến bệnh viện địa phương và tiếp tục chuyển đến bệnh viện trợ rẫy. Tuy nhiên, do nhiễm độc quá nặng, người chồng đã tử vong. Hiện người vợ vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, rối loạn chức năng gan vẫn diễn tiến xấu.